Hi, xin chào cả nhà đã trở lại với channel của Warzone Crypto. Hôm nay thì toàn cảnh thị trường tiền mã hóa Việt Nam. Dù bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn một màu trầm lắng, Việt Nam nổi lên là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường châu Á, nền kinh tế vẫn giữ được mức độ lạc quan nhất định và tạo nền móng vững chãi cho thị trường tiền mã hóa tiếp tục phát triển. Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm sâu trên bản đồ blockchain thế giới. Theo thống kê từ Statista, doanh thu trên thị trường tiền Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu đô vào năm 2023. Số lượng người dùng tiền mã hóa sẽ tăng lên 12,37 triệu vào năm 2027. Việt Nam lọt top 5 quốc gia có khối lượng giao dịch cao nhất tại Binance, theo Wall Street Journal. Hơn 20 triệu người dùng Việt Nam sở hữu tiền mã hóa. Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, Việt Nam có hơn 200 dự án blockchain hoạt động và trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tâm lý nhà đầu tư ít bi quan hơn, sau một năm 2022 trải qua nhiều biến cố, các khối lượng giao dịch vẫn mức độ biến động giá đều giảm mạnh, dòng tiền mới không đổ vào thị trường khi các quỹ đầu tư đều thu hẹp các dạng mảng crypto. Có thể kể đến như quỹ đầu tư quốc gia Singapore đã rút lui khỏi thị trường, cũng như là Sequoia Capital thu hẹp 65% quỹ crypto. Tuy vậy, so với thời điểm khắc nghiệt cuối năm 2022, hiện tại thị trường đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực, mở ra hy vọng về một mùa tăng trưởng mới sắp đến. Thực vậy, khảo sát nhà đầu tư cho thấy 70% người tham gia cho rằng mùa đông crypto chỉ còn kéo dài dưới 1 năm hoặc đã kết thúc. Hầu hết mọi người dự đoán giá BTC khoảng là 30.000 cho đến 50.000 ở cuối năm 2023. Chỉ có khoảng 20% nhà đầu tư nghĩ rằng BTC sẽ về dưới mốc 20 đô một lần nữa. À lộn, 20.000 đô một lần nữa, sorry cả nhà. Những dự đoán này dĩ nhiên cũng không thể so với thời điểm lạc quan tăng trưởng, nhưng cho thấy sự chuyển biến trong tâm lý cộng đồng từ bi quan thất vọng dần chuyển sang trạng thái tin tưởng kỳ vọng. Thời gian qua chứng kiến nhiều sự thay đổi chuyển biến trong phân khúc stablecoin, những lần debate, những scandal không đủ tài sản bảo chứng và cả những cạnh tranh qua lại đã làm từ khóa stablecoin chiếm sóng trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Dẫu tranh đấu thế nào thì kẻ chiến thắng vẫn luôn là kẻ chiếm được niềm tin của người nhiều dùng nhất, và USDT chính là cái tên đó. Ngạc nhiên là 4 vị trí top đầu vẫn không hề thay đổi so với 1 năm về trước. 6 vị trí tiếp theo ghi nhận sự nổi lên của TUSD và C98. COSD thay thế vị trí vốn có của UST và MIM, lý do cộng đồng sử dụng stablecoin nằm ở chính cái tên của nó, tính ổn định. Tiếp theo sẽ là DeFi và sự trỗi dậy của các hệ sinh thái mới. UST và GameFi có tỷ lệ tăng trưởng người dùng cao nhất, nhưng DeFi vẫn là ngách có nhiều người tham gia nhất, với gần 90% người được hỏi là xác nhận có sử dụng DeFi hay không. Xét theo từng hệ sinh thái, Ethereum vẫn là cái tên dẫn đầu khi có gần 58% người sử dụng sau khi Ethereum hoàn thành nâng cấp The Merge. Rào cản chi phí đối với người dùng hay rào cản kỹ thuật đối với dự án được giảm thiểu. Ngay có nhiều người dùng, nhà phát triển và dự án lựa chọn điểm đến là Ethereum hoặc là một Layer 2 nào đó của nó. Các Layer 1 thì sự hụt hơi thấy rõ nếu so với Ethereum, đặc biệt là các Layer 1 mùa trước như là Solana, Near, Phantom và Cardano. Người dùng quan tâm nhiều hơn đến các Layer 1 mới ra mắt gần đây vì có nhiều ưu điểm hơn các đối thủ đi trước so với dự định tăng trưởng, vẫn còn như là Aptos hay là Sui. Theo đó chính là SocialFi chưa thực sự đi vào đời sống. Dù được truyền thông và giới phân tích tích cực lăng xê, nhưng SocialFi vẫn chưa thể hiện được sự bứt phá như kỳ vọng. Nhìn chung chỉ có khoảng 55% người được hỏi có tham gia SocialFi hay không, một con số không quá nổi bật nếu so với các ngách khác. Nhìn nhận từ thực tế, các sàn đang rất ưu ái các dự án SocialFi, ví dụ như là Binance đã niêm yết nhiều token hệ này trong suốt năm 2023. Có thể thấy SocialFi vẫn tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Ngay từ cái tên, SocialFi đã thể hiện tính chất của phân khúc này, tính xã hội, vì vậy dự án sẽ thực sự bứt phá khi chỉ cần thu hút được người dùng thật, trở thành ứng dụng hữu ích với đời sống cộng đồng, qua đó chúng ta có thể thấy phát triển trong giai đoạn tới. Ok, như vậy thì mình đã điểm tin hết trong video ngày hôm nay. Nếu như cả nhà thấy hay thì cả nhà đừng quên like, subscribe, ấn cái chuông để theo dõi những video sớm nhất đến từ mình nha. See you.